Ôi mệt quá, mệt quá. Có bầu 8 tháng sắp đẻ. Em có bầu hả? Sắp đẻ. Đây, ngồi ghế, ngồi ghế, ngồi ghế, ngồi ghế. Để em ngồi, để em ngồi. Đây. Người ta có bầu làm sao mà ngồi như vậy được? Nhưng mà em thích ngồi như vậy kìa. Trời, em thấy ngồi như vậy thoải mái. Có bầu mà sao ngồi như vậy được? Ngồi vậy rớt con sao? Nhưng mà đau đẻ thì phải đau làm sao? Đau đẻ là đau đẻ nó phải đau như vậy nè. Đau đẻ là sao? Đầu tiên ôm cái bụng trước. Ôm cái bụng trước. Ôm cái đầu. Ôm cái đầu. Dạ. Vẫn đẹp nha. Ủa sao đẹp quá vậy? Bé này nó làm gì cũng đẹp đó chị. Sợ rớt mắt kiến hay sao? Đó, em đau là phải đau như vậy đúng thôi, không? Thôi thôi, em thấy đau đẻ nó mệt mỏi lắm, đẻ ra là hư dáng hết, không được. Bởi em vậy là hoa hậu. Em đâu thể nào mà em đẻ rồi lỡ hư phọt em, với lại nhìn sợ quá à. Em không đẻ được đâu. Anh tính rồi. Anh tính sao? Anh sợ em đau cho nên thành ra là có người để mướn cho mình. Mà con bé đó nó xinh đẹp quá mà nó khó tánh lắm đúng không? Nói chung là... Anh phải thoại câu đó đó. Nói chung là anh đã thuê một người để mà đẻ mướn cho mình rồi. Rồi. Nhưng ngặt cái con bé đó nó xinh đẹp mà nó thật khó. Khó tánh. Vậy hả? Vậy mình phải gắng chịu đúng không anh? Gắng chịu thôi sao giờ. Dạ. Đúng không? Anh xin mời nó vô nha. Ừ. Ok. Bé Phát. Trời ơi, này khói u chứ phải ra mang bầu. Gì vậy? Đây có bầu, bé có bầu em. Đây. Đúng rồi, em ngồi đây. Bé Phát. Đây em ngồi đây nha. Được chứ, cái giò dài quá Dư. Ngồi đi. Dạ. Rồi. Từ từ. anh lụm cho. Không, em bé nó khóc. Ê, anh lụm cho. Rồi, mình có bầu. Dạ, em không còn là em nữa, em là cha là mẹ rồi. Đúng rồi. Đây, đòi lên đầu đi. Chị á, chị đòi lên đầu đi. Chị ơi. Ơi. Chị đi qua cái bàn này cho em bé nó vui đi chị. Đi qua cái bàn cho em bé vui. Dạ, chị rớt một cái là em bé nó khóc liền. Chị con gì cái nha em. Rớt. Trời ơi, Phụng ơi. Phụng ơi, chị xinh em mà. Em mang bầu dòng vợ chồng chị mà có bao nhiêu đó chị. Đây, cũng chị để không làm đầu, chị để đầu, chị không làm rớt. Chị để đầu, chị đi xuyến đi coi. Chị đi xuyến từ đâu qua đây rớt là em đánh con, em không mang thai nữa. Trời, đi xuyến quá. Con nó vui lại rồi. Tới đây rớt, đúng rồi. Trời ơi, cái bệnh đã tới khóc. Chị xin lỗi em đừng có giận nữa, chị xin lỗi em. Chị ơi, em nói với anh chị sao? Sao? Em có bầu là không được để cho con em nó khóc, nó ảnh hưởng đến con của em. Anh chị phải làm sao cho con em nó cười. Rót nước cho em uống đi. Rót nước. Okay, rót nước. Rót nước. Mà em muốn như kiểu Singapore con sư tử mà nó phun, không biết sao nó diễn nó tâm lý nó vậy chị. Em mới đi xin về á. Em muốn giống như con sư tử á, nó cái nước nó phải phọt từ trên phọt xuống. Em nhớ phọt nha. Nó phải phọt vô họng em nha. Phọt đúng là coi hai giọt văng lên nha. Đừng. Đúng rồi. Ơ, giọt em dễ thương quá. Em đi đâu đó? Em đi đâu vậy? Sao nó vô chi vậy? Rõ ràng là cái này là cái hình lép mà. Ai muốn mở cửa vậy? Ai muốn mở cửa? Em muốn có một cái không gian mới. Thoáng đãng hơn hả? Dạ. Rồi vậy mở cửa đi em. Anh giận đi về. Mở cửa rồi. Anh đã mở cửa cho em rồi. Vợ chồng anh đã mở cửa cho em rồi. À, thích quá. Trời ơi, tháng 7 bắt cầu ô thuốc ngu lan chất lượng. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Trời ơi, con tôi đâu? Ơi, con tôi đâu? Con tôi đâu rồi? Con tôi đâu? Trời ơi, con tôi đâu? Con tôi đâu? Con tôi đâu? Đó, nãy giờ em chỉ tưởng tượng thôi. Cái tình huống giả định thôi. Đúng rồi, khi mà có bầu là nó sẽ khổ như vậy. Anh chị hiểu không? Thôi, chị cảm ơn em đã cho chị thấy được là chất giả nhưng mà nó thiêng liêng như thế nào chị. Thôi, em quyết định rồi, em sẽ có thai. Tụi mình sẽ tự có con của mình. Đúng rồi. Đúng không à? Ôi trời. Không phải sao vậy. Quý vị thân mến, trong cuộc sống luôn có những điều khó khăn, chúng ta phải biết yêu thương nâng đỡ nhau
qua câu chuyện trên cho chúng ta thấy không điều gì bằng hạnh phúc của gia đình. Đến đây thì câu chuyện cũng đã kết thúc. Dạ em xin mở cửa xe em đi về. Dạ mở cửa xe giùm em à. Không mở em tự về luôn à. Trời Phát ơi, sao Phát có thể diễn những cái tâm lý như vậy Phát? Sau khi tiếp chi em thấy ok không? Dạ, không ok à. Không ok sao vậy? Dạ, sao vậy? Tại vì sai thoại. Sai thoại nhiều quá. Rồi sai gì nữa? Rồi xoay là thiếu vòng nữa. Thì làm lại đi, làm đi, xoay đi anh làm lại. Anh okay. Sẽ làm rồi. Không, đừng xoay lại. Gài mình đó. Gài hả? Gài mình đó, là bên đó thua rồi đó. Phần tiếp chiêu của đội anh Thuận Nguyễn không thành công. Với thử thách lần này thì đội của Thuận Nguyễn không thể nào tiếp chiêu được đội của chị Việt Hương. Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng ở thử thách tiếp theo.